Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Jamie. Mình là My, sinh năm 1984. Trước khi vào giải bài, cùng My chúng ta hít thở thật sâu 3 hơi chung với tiếng chuông để tái tạo lại được năng lượng tích cực và làm sạch sẽ không gian để buổi giải bài hôm nay hiệu quả hơn mọi người nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu hít thở. Hãy kết nối năng lượng với nhau và xem một sự việc trong tương lai gần sắp xảy đến. My chuẩn bị 3 trụ đá màu sắc khác nhau để chúng ta chọn tụ. Khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận xem trụ đá màu nào bạn yêu thích nhất tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 hơi không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, mắt bạn chạm phải trụ đá màu nào đầu tiên thì đó tương ứng sẽ là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ nếu bạn đã xác nhận xong được tụ bài của mình, My sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ. Hoặc bạn có thể lựa chọn tụ dựa trên ba lá bài mà My chuẩn bị xây lấy ra cho các bạn nhé. Tụ 1. Xin vũ trụ hãy cho tụ bài số 1 biết một sự việc sắp xảy đến trong tương lai gần của tụ 1. Bạn nhận được lá bài là Sun Splendor. Okay. Tụ bài số 2, xin vũ trụ hãy cho tụ 2 biết một sự việc sắp xảy đến trong tương lai gần của tụ 2. Mình có cảm giác nó sẽ ở đâu đó ở đây. Ok. Rồi. Reddening. Tụ bài số 3. Xin vũ trụ hãy cho tụ 3 biết một sự việc sắp xảy đến trong tương lai gần của tụ 3. Ở đây. Ok. Rồi. Bạn nhận được một lá bài là The Despicable Face. Rồi, chúng ta đã có đầy đủ 3 tụ bài. Mình sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 1 đây là trụ đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Các bạn tụ bài số 1, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem là một tương lai rất gần sắp xảy đến với các bạn tụ bài số 1. Thì ở đây các bạn nhé, chưa nói thẳng vào trong đó là cái việc gì, mà ngay từ cái lá bài đại diện chọn tụ của các bạn, rồi kế bên cái lá bài đại diện chọn tụ lại là một cái bài Blessings, nói là phước lành. Rồi, còn cái lá bài đại diện chọn tụ Sun, mặt trời, Splendor, một cái ấp ánh nắng lấp lánh, rồi giống như là 7 sắc cầu vồng của cái mặt trời. Thành ra mình biết ngay một điều rằng là nó sẽ có một cái sự việc, hoặc là nó sẽ có một cái sự chuyển đổi, biến đổi hoặc là thay đổi mà nó tác động đến các bạn tụ bài số 1 ở một cái góc độ đẹp, phước lành. Và đặc biệt với cái ánh nắng của mặt trời thì cái tác động của nó đó là mang lại một cái dư âm dài lâu mà tích cực cho các bạn tụ bài số 1. Nó có thể sẽ là một cái thông báo nào đó, một cái tin tức nào đó, hoặc là nó sự xuất hiện của một ai đó, kết nối nào đó. Tóm lại là nó sẽ mở ra cho các bạn tụ bài số 1 một cái hành trình trình sống phía trước, một cái sự thay đổi phía trước mà nó đẹp, nó đang diễn ra. Nhưng mà ở đây mình đang nhìn thấy là khi mà cái điều đó nó xảy đến với các bạn tụ bài số 1, vẻ như là bạn rất chi là bối rối, phân vân, và bạn khó để mà đưa ra một cái quyết định lắm. Bởi vì bạn biết ngay một cái điều rằng là khi mà mình xác nhận điều này, khi mà mình đồng ý và mình quyết định với điều này là nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình đó. Nhưng mà mình sẽ bật mí thêm cho các bạn rằng là cái ảnh hưởng, cái tác động này là ảnh hưởng dài lâu, là tác động dài lâu đó. Có thể sẽ là một trong những cái lý do bạn cảm nhận được cái điều đó, cho nên là bạn cứ gọi là bạn bối rối và bạn không có dám quả quyết. Bạn không có dám quyết định. Nó giống kiểu như ở đây mình đang bắt một cái cảm giác là
Nó mang một cái tính trách nhiệm rất cao cho các bạn tuổi bạch số 1. Trách nhiệm lên trên chính bản thân của mình, và cái trách nhiệm lên trên cái độ tác động giữa bạn và cái môi trường xung quanh nữa. Vì kiểu giống như là bạn vẫn đang lọ mọ, bạn không có tìm ra được. Ở đây hai cái lá bài này mới có cái cảm giác là cái cảm xúc của bạn nó cứ xôn xao mãi thôi. Xôn xao mãi, bạn ngại, bạn phân vân, bạn chần chừ, bạn không có tìm ra được cái mấu chốt mà nó làm cho bạn, gọi là giống như là cái gì nó khiến cho bạn bận lòng, cái gì mà nó khiến cho bạn băn khoăn lo lắng á. Tại vì ở đây nó giống như là một cái sự thay đổi mà hoàn toàn mới hẳn, nó mở ra cho các bạn luôn. Ok, rồi để mình nhìn xem. Ở đây nó có một cái lá bài là The High Priestess. High Priestess là nữ tu các bạn. Nó chủ về một cái năng lượng giống như là một cái sự cảm nhận, một cái sự trực giác, một cái điều gì đó nó khá là bí ẩn. Thì đó, đó chính là cái sự việc nó sắp xảy đến, cái tác động nó sắp cái xảy đến, hoặc là một cái tin nào đó nó sắp xảy đến với các bạn tuổi bạch số 1. Thì bạn không có mường tượng rõ được. Mà khi không mường tượng được rõ được thì chỉ có một cái là giống như là mình không có phân tích được nó sẽ làm dẫn mình tới đâu, đẩy cuộc sống của mình về hướng nào. Thành ra là đây nó có một cái lá bài là High Priestess. Bạn sẽ hình dung là lá bài này nhé, ngay bên dưới nó có hai cái lá bài này giống như là hai cái chân của lá bài High Priestess đó. Ý mình cũng muốn chia sẻ là vậy. Thành ra mà hai cái bài này lúc nãy nó làm cho mình băn khoăn y chang như các bạn và số 1 khi bạn đối diện với cái sự thay đổi này vậy. Cảm xúc bạn rất chi là xôn xao. Mà ở đây là mình nhìn thấy được cái sự lần quần á. Nó cứ lòng vòng mãi của các bạn tụi bài số 1. Vì nó giống như bạn không thể nào mà bạn nhìn được vào trong cái thực tế, nhìn được vào trong cái thực tại. Bởi vì bạn vẫn còn chưa có đủ bình tâm, chưa có đủ bình tĩnh, lắng xuống một chút xíu, rồi suy nghĩ về cái gì nó mới mẻ xảy đến. Rồi suy nghĩ về cái hành trình phía trước, tương lai phía trước thôi. Mà không có suy nghĩ nhiều về cái hướng đó, mà cứ băn khoăn vì những cái chuyện nó đã xảy ra xong rồi ở trong quá khứ đó. Thành ra là ở đây nó là một cái lá bài High Priestess. Mình cảm nhận được rằng các bạn sẽ rơi sâu vào trong một cái trạng thái giống như có một phần một chút xíu hơi bị động một chút xíu, để bạn ngồi bạn hình dung tưởng tượng kiểu vậy. Nó hơi tốn một chút xíu thời gian của các bạn từ bài số 1 thôi. Bạn đợi mình nhìn kỹ thêm lá bài đấy nha. Xin lỗi, kế bên. Xin vũ trụ hãy cho các bạn tuổi bài số 1 thấy rõ được năng lượng của lá bài The High Priestess, The Queen of Coins. Đây là rất 50-50 luôn đấy. Ok, 8 of Swords, 8 kiếm, 4 gậy, xin lỗi, The Devil, wow, The Four of Coins. Cái lá bài này nó nặng lắm các bạn. Nó nặng theo cái kiểu giống như vậy. Rõ ràng bạn biết đó, rằng nếu mình cứ duy trì cái công việc hiện tại, hoặc là cái cuộc sống hiện tại, hoặc là cái mối quan hệ hiện tại, hoặc là duy trì cái cách làm hiện tại đó, nó sẽ không có làm cho bạn cảm thấy thoải mái. Giống như bạn đang phải chịu đựng, ý mới có cảm giác vậy. Bạn đang gánh nặng, bạn đang phải chịu đựng. Nhưng mà làm khác đi á, thì bạn lại sợ. Làm khác đi thì bạn lại bị động, bạn cứ rón rén rụt rè. Ở đây bằng một cách nào đó, đây là trải bài chung, nó sẽ có rất nhiều những cái câu chuyện khác nhau. Nó có thể sẽ đầu tiên hết thấy nó rỗi rõ lên. Ví dụ như trong cái chuyện tình cảm, ví dụ đi nha. Rõ ràng hẳn ở đây là trong quá khứ bạn bị người ta bội phản cái lòng tin của các bạn. Người ta lừa dối đi, cái lòng tin người ta lừa dối cả cái sự chung thủy đó. Thành ra là mi đang đưa ra những cái ví dụ để bạn đón nhận cứ câu chuyện nào của bạn, bạn nhận nó giúp mi. Thành ra nó làm cho bạn rất sợ hãi. Bạn cảm thấy nó mệt mỏi nhưng bạn không dám phá vỡ đi cái mệt mỏi đó. Rồi, ví dụ như là trong công ăn việc làm. Thì mi ví dụ giống như bạn dân đầu tư kinh doanh làm ăn. Bạn đã từng bị người ta kiểu giống như là làm ăn không có trung thực á, làm ăn không có tử tế, đàng hoàng. Cho nên bây giờ nó cũng làm cho bạn rất sợ khi mà bạn đưa ra một cái quyết định để bạn dấn thân lại vào trong cái công việc làm ăn và đầu tư. Rồi, còn ví dụ như chỉ là đồng nghiệp làm việc với nhau, hoặc là những cái mối quan hệ bạn bè kết giao như vậy, thì dĩ nhiên phải có một cái hành động nó không có hoàn toàn là trung thực hoặc là chân thành ở đây. Thậm chí là nó phản bội đi cái lòng tin hay là niềm tin yêu của các bạn của bài số 1 luôn. Cho nên bây giờ nó làm cho bạn sợ, rất sợ. Biết là không phù hợp với cái hiện tại nữa, nhưng không dám đưa ra một cái quyết định là để phá vỡ, đập vỡ nó đi, để mà
nhảy tới, bước tới. Giống như ở đây bạn nhìn thấy cái người mà Queen of Coin trong cái lá bài này nè, có một cái năng lượng rất là dấn thân, dám bước về trước. À, nãy giờ My quên nói cái lá bài này bạn sẽ thấy nó mờ mờ, nó là một người á, nhưng mà My che lại để mà đảm bảo đúng cái quy định của YouTube. Đang đưa chân bước thẳng về phía trước mà cái mặt nhe răng cười thôi đó. Nó phản ánh một cái năng lượng mà tụi bạn số 1 không có dám nhập vô trong cái năng lượng của cái lá bài đó, nó kiểu vậy. À, tóm lại thì cái năng lượng là cứ bị ám ảnh bởi quá khứ mà không có dám hành động quyết định cho cái hiện tại và tương lai. Mà nếu như theo logic bình thường ấy, các bạn tụi bà số 1 thường là mình nhớ về cái chuyện gì đó trong quá khứ rồi xong mình rút cái kinh nghiệm thôi, nhưng mà đây là năng lượng hơi bị mắc kẹt và hơi chìm đắm một chút xíu tẹo đó. Mình nhìn thấy cái góc độ mình chia sẻ để cho các bạn tụi bà số 1 bạn cân nhắc một chút xíu để cho nó nhanh, giải quyết xử lý cắt gọn cái rẹt luôn cái quá khứ đi. Vì dẫu sao đi chăng nữa, các bạn nhớ trong trải bài của các bạn tụi bà số 1, bạn vẫn nhận được năng lượng lấp lánh của ánh mặt trời và phước lành blessings. Thành ra mình nhìn rất rõ luôn, đây là một cái sự thay đổi, mà thay đổi là nó thay đổi tốt cho các bạn. Nếu như mà mình không có biết, mình không có biết thì mình tìm để cho nó biết, nếu như mình không có hiểu thì mình tìm để cho nó hiểu thôi đó. Ý My là vậy. Nhưng mà quan trọng ở chỗ ý My có phải là cái ý của các bạn và số 1 hay là không, nó mới quan trọng. Thì My dựa trên cái trải bài này My đang nhìn thấy nhé, đặc biệt nó vẫn là hai cái lá bài ở bên dưới, mình nhìn thấy được rằng các bạn tụ bài số 1 có thể sẽ cần một khoảng thời gian ngắn để bạn hơi bị chìm đắm một chút xíu trong quá khứ rồi. Và dẫu sao thì bạn vẫn cố gắng để bạn tìm cái gốc rễ đó của cái việc mà ảnh hưởng đến cái cảm xúc, cái sự lần chần lừ trừ 50-50 của các bạn. Bởi vậy cho nên nó mới có cái lá bài là The High Priestess ở đây. Bạn hơi chìm đắm một chút xíu nhưng mà nó có tác dụng của cái việc chìm đắm đó. Nếu như dựa trên trải bài này thì My đang nhìn thấy được rằng là vào cái thời điểm mà lúc nãy My nhìn thấy giống như là một cái cơ hội mới nó xảy đến với bạn, một lời đề nghị mới xảy đến với bạn, hoặc là một nhân duyên mới xảy đến với bạn, một cái sự thay đổi nó xảy đến như vậy. Thì từ cái cột mốc thời điểm đó nha, mình đếm tới nó có thể sẽ mất vài tuần, tùy người nha, tùy người. Có người rất chi là may mắn đâu đó là 5-7 ngày gì đó, có người có thể sẽ 5-7 tuần, tùy vào cái khả năng mà xử lý với lại là cái đầu mà nó lạnh của từng mỗi một người tụ bài số 1 khác nhau thôi. Nhưng mà đồ chừng là khoảng đó nó có thể sẽ mất vài tuần để cho các bạn thực sự là xử lý giải quyết luôn, và để cái đầu của mình nó trở lại cái thực tế và một cái tâm trí mà nó trong veo kiểu vậy, để cái đầu nó lạnh chút xíu rồi quyết định. Không sớm thì muộn, đây là cái năng lượng bạn cũng sẽ quyết định thôi. Không sớm thì muộn, đây cũng là cái năng lượng bạn sẽ nhào tới về phía trước, đón nhận cái sự thay đổi. Bởi vì vẫn là cái lá bài này các bạn nhé, và lá bài này nó mang năng lượng Queen of Coins. Queen of Coins nó giống như là nữ thần của đất, nữ thần đất mẹ luôn. Cái lá bài này rất là powerful, nó thể hiện là bạn sẽ là cái người mà tạo ra, chấp nhận, tạo ra và quyết định cái cuộc sống của mình phía trước, công an việc làm phía trước, nhân duyên kết nối mối quan hệ phía trước luôn. Ở đây bạn sẽ nhìn thấy nhé, đặt xuống đây, bạn sẽ thấy là xung quanh cái người này, thực sự ra là mình chỉ che cái người thôi, còn bạn nhìn thấy là xung quanh nó có một cái con rắn rất là hiểm nguy. Nhưng mà người này có để ý đâu, cái chân vẫn đang bước về phía trước. Mình xin lỗi là mình sẽ phải giải thích cho các bạn, mình phải mô tả cho các bạn, vì cái lá bài này mình đã phải che rồi. Miệng vẫn nhe răng cười và chân vẫn biết bước về phía trước. Cái con rắn này nó đang thể hiện là cái con rắn trong quá khứ đó. Con rắn trong quá khứ mà lúc nãy mình mới lên một loạt. Ok rồi, đây hay quá, nó có một cái sự trùng hợp nãy giờ mình nói mình không có để ý. Và bạn sẽ thấy ở đây nó cũng có một cái con rắn, và trong cái lá bài này cũng là con rắn. Hai lá bài này, hai con rắn này là một đó, là mấy cái người mà kỳ cục quá ở trong quá khứ đó. Nó đúng là nó có ám ảnh thật, nhưng mà rồi may thay tụi bà số 1 bạn xử lý rồi, bạn vẫn đón nhận. Mình có cảm giác là bạn vẫn đón nhận cái cánh cửa cơ hội mới nó mở ra, một cái khởi đầu mới nó mở ra. Bởi vì dẫu sao đi chăng nữa, bạn biết đó là blessings, là phước lành của bạn mà. Bạn đón nhận, nhìn nó hơi loay hoay một chút xíu, bạn hơi thủ thế một chút xíu, bạn hơi quan sát một chút. Đó, nhưng và dẫu sao ở đây nó có một cái lá bài Nine Cupids là 9 ly nằm dưới cái lá bài đại diện chọn tụ của bạn. Mình sẽ quay lại để cho bạn thấy nhé. Đây là một ông hoàng đế, ông đứng khoanh tay, tư thế rất là tự tin và hài lòng vì những cái chiến tích đằng sau lưng ổng nè. Đó, thì cái này, lá bài này nó mang cái năng lượng là các bạn tụi bà số 1 rốt cuộc cuối cùng sau một cái khoảng thời gian roller coaster, là có nghĩa là lên xuống như tàu lượn siêu tốc về cảm xúc như vậy, bạn lục lọi, bạn tìm lại cái quá khứ nguyên nhân sao nó làm cho mình gì, bạn cắt cái cụp
nó cũng có cắt chứ không phải là không có. Để mà bạn đưa ra, rốt cuộc thì bạn cũng phải đưa ra một cái quyết định là cuối cùng thôi, và bạn hài lòng với cái quyết định đó, và cái quyết định đó là bạn sẽ dấn thân về phía trước, bạn nhận cái cơ hội đó, bạn nhận cái cơ duyên đó, hoặc là bạn nhận cái kết nối mối quan hệ và nhân duyên đó. Nó kiểu giống là như vậy à, vì ở đây nó có một cái lá bài là cup, you should accept valid criticisms, là bạn nên đón nhận, chấp nhận những cái lời khuyên lời góp ý đó. Nhưng mà cái lá bài này My vẫn đang bắt được một cái năng lượng là vũ trụ. My sẽ dịch cái lá bài này ở một cái góc độ năng lượng My bắt được ấy. Có nghĩa là bạn rồi sẽ chấp nhận cái quá khứ, sau đó thì bạn mới có thể từ bỏ đó mà bạn đi thẳng về phía trước được. Đây, bởi vậy trong trải bài của các bạn, nó có một cái lá bài cậu bé hiện tại bây giờ đang thả cái con thuyền này xuống, giống như tập để thả thuyền ra khơi, y chang như các bạn tụ bài số 1, tập để bắt đầu mà thay đổi cái cuộc sống của mình. Và đặc biệt trong cái lá bài này nó có số 13, My rất là thích cái số 13. Tại vì các bạn hình dung là tất cả những cái mà giống như là những cái điều mà nó đang khá phổ biến xưa đến giờ, My thường thường hay có những cái lập luận ngược lại lắm, không biết mình có phải trái đời không, nhưng mà bởi vì My kết hợp Đông Phương Tây Phương lại với nhau thì My thấy ví dụ người ta sợ số 13, My cảm thấy số 13 rất là đẹp. Rồi cái thứ nhất, người ta sợ mèo đen nhưng mà mèo đen lại là mang năng lượng của sự may mắn, cho nên My rất là thích đó, kiểu vậy. 13 ở đây trong Tarot, đây không phải bài Tarot, đây là bài Lenormand, nhưng mà trong Tarot vì cái con số 13 nó gợi nhớ cho mình, nó gợi nhắc cho mình. Ở trong Tarot số 13 nó lại là năng lượng của sự hồi sinh trở lại, chuyển đổi, biến đổi, tái sinh, sống lại một cuộc đời mới đó, kiểu giống như vậy. Tái sinh trở lại, thay đổi để mà có một cái hành trình mới bắt đầu nó đẹp hơn đó. Thành ra tự nhiên nó có một cái số 13 đây, nó gợi nhắc cho mình là một cái năng lượng hoàn toàn khớp với blessings, là phước lành. Đó. Rốt cuộc cuối cùng vậy thì mình tổng kết, mình tóm lại, mình đang nhìn thấy rằng là bạn tụ bài số 1 nó đang có năng lượng của một sự thay đổi trong cuộc sống của các bạn, nhưng có thể mất một vài tuần cho các bạn tụ bài số 3 để bạn thay đổi trước đã. Mà cái thay đổi của bạn là bạn xong, bạn xử lý tất cả những cái ám ảnh hay những cái cảm xúc nó còn động lại, và để bạn quyết định một điều rằng là mình không có thủ thế nữa, và mình chấp nhận cái sự thay đổi trong con người của mình, không có sợ, không có lo gì nữa, không có lần chừng, xong sau đó bạn thay đổi trước, thì bạn suy nghĩ, phân tích rồi bạn đón nhận cái cơ duyên, cái cơ hội, cái cánh cửa mới đang mở ra cho bạn. Mà hỏi là cái cánh cửa đó nó như thế nào, hồi nãy mới coi nói rồi, nói từ ngay lá bài đại diện chọn tụ luôn, phải để đây cho bạn ám thị cái lá bài này mới được. Cái lá bài này nó quá đẹp đấy bạn, bạn hình dung cái ở đây rõ ràng nè, là bình minh ló dạng nè, rồi xung quanh toàn là kim cương không lấp la lấp lánh lấp la lấp lánh, mà cái màu sắc lại là bảy sắc cầu vồng, tượng trưng cho sau cơn mưa trời lại sáng, và nó là ánh sáng của tia hy vọng đó. Cho nên rằng là cái cánh cửa mới này nó có một cái tác động tốt và dài lâu, phước lành lên trên tụ bài số 1, rồi cuộc sống của bạn nó sẽ có cái sự chuyển đổi như vậy. Nhưng mà chắc nó cần thêm cho bạn một chút xíu thời gian như mình chia sẻ rồi đó. Nó là vậy, tụ bài số 1 đây là một cái trải bài rất là đẹp ha, và mình cảm thấy rất là I feel sorry cho tụ bài số 1, giống như mình cảm thấy cũng hơi bối rối, vì mình biết rằng bạn nó có một cái chuyện nó không hay như vậy trong quá khứ á, nó làm cho bạn hơi rón rén rụt rè. Như bạn thấy đây nè, đây cô gái đội lốt một cái con cừu, nó đã bị thương rồi đó à, nhưng mà giống như mình hơi rón rén rụt rè cho nên mình thủ thế lại một chút xíu thôi, bởi vì những cái nó xong mất tiêu rồi, nhưng không sao, chả sao cả. Mình cũng cần phải có cái thời gian để tiêu hóa đi cái chuyện cũ chứ. Đó, vậy thì quay trở lại. Cái kết đây là cái lá bài này và cái lá bài này nè các bạn. Đấy, rốt cuộc cuối cùng mình có một cái cảm giác là bạn sẽ có một cái năng lượng phước lành, đây blessings, và một cái niềm vui này đang chờ đón vững chắc và vui vẻ nè, và ổn định đang chờ đón tụ bài số 1 phía trước. Cho đến đấy là một cái kết thúc nó có hậu, cho nên đến đây là mình sẽ ngừng thật. Mình phân tích hơi kỹ một chút xíu, không biết là các bạn cảm thấy cái phần mình xử lý cái quá khứ của các bạn, bạn có cảm thấy là kỹ quá hay không, nhưng mà tại vì để cho bạn nhìn rõ, hiểu rõ cái tác hại của nó, và nó trì hoãn các bạn để bạn có thể chạm tay được với hạnh phúc nè, với phước lành nè, với năng lượng của sự thịnh vượng nè, để bạn hài lòng về cái quyết định đó của mình. Thành ra bạn Mimi phân tích hơi kỹ để bạn cắt đi cho nó nhanh. Tụ 1, nó là như vậy. Ok, chúc phước lành tụ bài số 1 phía trước nhé. Và bạn hãy luôn ủng hộ Mimi với bấm vào nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mình. Bấm like yêu thích video này và cho mình thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới tụ bài số 1. Cảm ơn các bạn, cầu chúc mọi sự thuận lợi. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 2, đây là trụ đá và là bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Xin mời các bạn tụ bài số 2, thấy không sự xảy đến trong người gần của tụ. 2. Xin mời các bạn tụ bài số 2, thấy không sự xảy đến trong người gần của tụ. 2. Star hổ sao, strength rất mạnh, magician nhà thuật. Xin mời các bạn tụ bài số 2, thấy không sự xảy đến trong người gần của tụ. 2. 4 tiếng và 4 bảy. Magician nhà thuật. 5 sao.
là việc sắp xảy đến trong tương lai rồi. Các bạn tụ bài số 2, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem là trong tương lai gần một cái sự việc gì đó nó sẽ xảy đến với các bạn tụ bài số 2 mà bạn sẽ rất là vui đấy khi mà bạn đón nhận được cái sự việc này. Thì từ ngay cái lá bài đại diện chọn tụ của các bạn tụ bài số 2, bạn nhận được một cái lá bài và nữ đế con rắn nha. Mà vấn đề tại vì con rắn này nó đi theo cái tư thế đó, tư thế này là chuẩn bị nó phóng về phía trước, nó giống như đang thủ thế, đang chuẩn bị cái năng lượng để phóng về phía trước là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bạn nhìn thấy cái lá bài này nè. Đó, nó có cái màu đỏ, vì nó tượng trưng màu đỏ lúc nào cũng là một cái năng lượng nhiệt huyết, một cái gì đó nó mạnh mẽ, nó cuộn trào, rồi thêm cả cái lá bài well being ở đây nữa. Thành ra tổng hợp năng lượng của hai lá bài này đang cho mình thấy là trong cái tương lai rất gần phía trước của các bạn tụ bài số 2 sẽ có một cái sự thay đổi, chuyển đổi, biến đổi nó sắp xảy ra, mà nó sẽ giúp cho các bạn tụ bài số 2 vui lại, có lại được cái năng lượng cuộc sống, có lại được cái sức sống, hồi phục lại được cái sức sống cho các bạn. Mà bằng một cách nào đó, kế bên lá bài Well-being lại có lá bài The Star nữa, ngôi sao nữa. Ngôi sao lúc nào cũng tượng trưng cho năng lượng rất đẹp. Bạn thấy ở đây sao, rồi ở đây trăng nha. Ừ. Nó cho mình có một cái năng lượng, một cái cảm giác, một cái cảm nhận về cái tương lai gần sắp tới của tụ bài số 2 á. Kiểu giống như là tâm trạng của bạn, thể chất của bạn được xoa dịu lắm, được hồi phục, xoa dịu, chữa lành trở lại, kiểu giống vậy. Nó làm cho bạn tự nhiên có lại được cái sự hào hứng, năng lượng, và giống như là bạn bắt đầu lấy lại được hy vọng của cuộc sống. Mọi thứ nó bắt đầu quay trở lại căn bản cho các bạn. Vì sao mình cứ phải nhấn mạnh ở cái góc độ là thay đổi tốt, thay đổi tích cực, thay đổi đẹp, mới nhấn mạnh thiệt là kỹ như vậy đối với tụ bài số 2? Bởi vì mình cảm nhận được trong cái trải bài này, thông qua cái năng lượng của trải bài này, mới biết được là trong cái thực tế ngoài đời, cuộc sống của các bạn tụ bài số 2 nó đang rơi vào trong một cái trạng thái, một cái tình huống có thể có vẻ là như bạn đang hơi khổ sở một chút xíu. Ở một nhóm tụ 2 có thể là về góc độ tài chánh, công ăn việc làm, một nhóm còn lại có thể sẽ là về cái kết nối, bạn cảm thấy nó quá khổ sở và bạn bị chơ vơ, lẻ loi chăng. Một nhóm còn lại có thể là về công việc đó, tóm lại nhưng mà điều nó làm nó đang hơi rối, nó hơi khổ sở tiêu cực một chút xíu, nhưng nó sẽ thay đổi tụ hai nha. Ok, nó sẽ thay đổi. Nó là như vậy. Quan trọng cho nên là cái vấn đề ở chỗ là cái chủ đề ngày hôm nay nè, một cái sự việc, một cái diễn biến nó chuẩn bị nó sắp xảy ra trong tương lai rất gần mà tụ bài số 2 bạn sẽ sốc, bạn sẽ ngạc nhiên khi nó xảy đến. Đó chính là tất cả những cảm xúc, cảm giác bây giờ nè đang diễn ra, dù phương diện nào cuộc sống của bạn nó sẽ thay đổi mà bạn không có nghĩ tới đâu. Mọi thứ nó trở lại về cái căn bản cho bạn, tại nó rối loạn xong nó trở lại căn bản xong nó lấy lại cái năng lượng cuộc sống của các bạn tụ bài số 2. Và đặc biệt bạn sẽ thấy ngay dưới lá bài đại diện chọn tụ của bạn là một cái lá bài rất đẹp, Roy de Baguette là King of Wands, là ông vua gậy đó. Tụ hai, bạn nữ giới hay phụ nữ thoải mái đón nhận cái lá bài ông vua này, thì vì nó là nói năng lượng thôi, không có nói giới tính gì ở đây cả. Lá bài này nó đại diện năng lượng cho tất cả các bạn tụ bài số 2. Nó thể bạn hình dung đây, gậy nó là lửa, nó là hỏa luôn. À, mày đặt xuống nha. Gậy là lửa, là hỏa, nó cũng mang cái năng lượng của màu đỏ hay là cam đó. Nó nối liền với lá bài đại diện chọn tụ của bạn, cũng là một cái năng lượng nhiệt huyết, năng lượng, rồi tràn trề sinh lực này, tự tin nè, đó đủ hết những cái điều, những cái năng lượng rất là đẹp. Nhưng cái quan trọng ở chỗ là tụ bài số 2 khi ở trong cái giai đoạn mà chuyển đổi đó sẽ rất nhanh thôi, không sớm thì muộn bạn sẽ thấy cái việc đó nó xảy ra, cái năng lượng chuyển đổi nó xảy ra. Nhưng mà ở cái đoạn giữa đó, giữa giống như kiểu bạn thấy là buổi chiều mà xong nó rơi vào dạng mà chạng vạng xong nó nhảy qua tối, hoặc là khuya rồi xong nó rơi vào cái dạng mà bình minh xong nó sáng đó, nó sẽ có một cái khoảng chạng vạng và bình minh kiểu giống như vậy. Thì ở đây mình đang nhìn thấy tụ bài số 2 bạn rối, bạn bị rối, bạn bị gọi là 50-50, tại vì đang khổ sở mà đang hơi lộn xộn một chút xíu, tự nhiên khi không có cái chiếc chìa khóa xuất hiện, tự nhiên khi không nó có một cái lời đề, mi ví dụ nha, lời đề nghị hoặc là một cái cánh cửa hoặc là một ai đó xuất hiện, cái tự nhiên cái bạn bối rối, bạn 50-50 đó. Thành ra ở đây nó đang có hai cái lá bài, mình sẽ cho các bạn tụ bài số 2 thấy một chút xíu hai lá bài này. Ok, chỉnh lại bằng một cách nào đó nhé, bạn sẽ nhìn kỹ giúp mi, nó giống nhau phải không bạn? The Magician, nhà ảo thuật. Nhưng mà bên này á là bà tiên ở trong cái phim mà Cinderella, bạn có biết phim đó không? Cô bé lọ lem ấy. Còn bên này là một cái người đang chuẩn bị viết một cái gì đó vào trong cái tờ giấy. Nhưng mà dẫu sao đi chăng nữa, hai bên đều giống như có hai cái cây đũa thần ha, là đũa thần của các bạn tụ bài số 2 đấy.
Thành ra là cái giai đoạn mà bạn hơi bối rối một chút xíu là bạn không biết là bạn phải nên làm gì, cho nên nó bị bối rối. Lúc mà nó hơi lộn xộn chút xíu thì muốn này muốn kia muốn nọ, nhưng mà khi cái cánh cửa cơ hội đó kiểu vậy, giống như kiểu là giải pháp nó xuất hiện rồi, chìa khóa nó xuất hiện rồi thì lại bối rối, nó hơi bối rối. Nhưng mà không chiếm thời gian của các bạn tụ bài số 2 quá lâu đâu, bởi vì ở đây vẫn là cái lá bài ông vua gậy là năng lượng của các bạn. Ở đây là một cái năng lượng rất là mạnh nha, kiểu giống như là bạn hơi 50-50, nhưng mà sau đó thôi bạn thả, không nghĩ nữa, nhức đầu. Tại vì rõ ràng là mình đang nhức đầu rồi mà tự nhiên không lại phải nhức đầu thêm nữa thì mới đang thấy là nó chỉ tốn một khoảng thời gian ngắn của tụ hai thôi, bạn dẹp, bạn không nghĩ nữa, mệt quá. Nghĩ thì trong cái giai đoạn mà bạn không có nghĩ nữa, bạn nghỉ ngơi đó. Thay vì là suy nghĩ thì bạn chuyển qua thành là nghỉ ngơi đó. Thì ở đây nó đang có một cái lá bài rất là đẹp. Bạn thấy một bạn trẻ ha, một em nhi đồng đang thả cái thuyền xuống dưới nước, giống kiểu giống như là đang chơi hoặc là đang tập cái cách mà thả thuyền nhỏ xong sau đó thả thuyền lớn kiểu vậy. Nhưng mà ở trong cái lá bài này nè, mi thích ở chỗ là cái số 13. Bạn sẽ thấy mi hay thích những cái ngược ngạo lắm trong cái trải bài của mi, tại vì mi kết hợp đông phương với lại cả là tây phương, các bạn hình dung. Còn những cái mà truyền miệng của dân gian thì ok, cũng tùy chuyện mi sàng lọc. Ví dụ số 13 mọi người rất sợ. Rồi, mèo đen mọi người rất sợ. Hôm qua mi vừa mới có một cái chủ đề mà không nhớ là tụ số mấy có mèo đen, hình như tụ 3, mi quên rồi. Tụ 3 có cái mèo đen á, mi bảo rằng là đây mèo đen nó tượng trưng cho năng lượng của một sự may mắn á các bạn. Đó, tây phương là vậy. Rồi cả số 13. Thì trong tarot, đây không có phải là bài tarot, bài nhỏ nhỏ nên là bài Lenormand, nhưng mà trong vì nó có số 13, nó làm cho mi kết nối với số 13 trong tarot, thì nó lại là năng lượng của một sự thay đổi, chuyển đổi tốt đẹp hơn, bắt đầu có một cái khởi đầu trở lại, sinh ra một cái cuộc sống mới và khởi đầu mới. Đó, cái số 13 nó là như vậy. Đó là lý do mình giải thích một chút xíu cho tụi hai biết vì sao mình lại thích số 13. Mà tự nhiên trong trải bài của các bạn xuất hiện cái số 13 này, bằng một cách nào đó cái intuition là cái trực giác của mình nó cho mình có một cái sự liên kết đó. Đó, thành ra là mình đang nói dở là tụ bài số 2. Bạn không có suy nghĩ nữa mệt, mà bạn đổi thành nghỉ ngơi đó. Mà khi bạn nghỉ ngơi thì bạn nhận ra chỉ cho nó mệt dữ vậy. Có lẽ đó là lý do trong cái lá bài của trải bài của bạn nó có một cái lá bài là Will, là get back to the basics, là bạn thả lỏng ra, bạn thoải mái, bắt đầu là bạn nhìn lại, bạn hệ thống lại coi mình thích cái gì, mình muốn cái gì, mình đã khao khát và hy vọng cái gì đây. Rồi khi mà mọi chuyện tới thì mình lại không biết bắt đầu từ đâu, rồi mình lại bối rối, ôi nó vô lý. Đó, thì kiểu vậy. Thành ra bạn sẽ biết là mọi thứ mình phải start up lại. Tại vì cơ hội mở ra rồi mà. Vậy thì đến đây bạn cho mình nhìn kỹ một chút xíu, vẫn là the child, đứa trẻ, và cái này là the star, là ngôi sao. Xin vũ trụ hãy cho các bạn tụ bài số 2 thấy rõ năng lượng của lá bài the star và the child. Ok, the lover. Lá bài đó rất là đẹp. Six of coins. Phải, six of coins. Phải ra cái lá bài King of, Knight of Coin và Two of Cup. Mới có cảm giác mình muốn lấy thêm một lá bài nữa, bởi vì cái lá bài cuối cùng nó vẫn đang thể hiện các bạn băn khoăn lắm. Tụ hai bạn 50-50, bạn băn khoăn lắm kìa. Nhưng mà ok, Nine of One hả? Sao mãi băn khoăn, rồi kiểu như không có chắc ăn, kiểu giống như là chần chờ, chắc là khổ lâu quá đâm ra xin cái tính cẩn thận. Nhưng không sao, quan trọng ở chỗ không sao. Úc, bạn sẽ thấy một loạt các lá bài sao nó ngược hết vậy. Để mi quay thẳng lại cho bạn nhìn thấy nhé. Nhưng ở đây như này nè, bắt đầu là nó xuất hiện ra một cái sự thuận lợi cho các bạn. Mà nếu như các bạn tụ bài số 2 bạn khó khăn ở cái chỗ là bị tiền, bị tiền bạc hay là bị tài chánh, thì ở đây mình đang nhìn thấy nó mở ra một cái giai đoạn mới mà bạn có thể xử lý được cái khó khăn tài chánh đó của bạn. Ví dụ giống như là bạn đang bị kẹt tiền, bạn đang thiếu tiền, tự nhiên nó có một cái cơ duyên để mà bạn có thể xoay được tiền. Rồi ví dụ giống như là bạn thậm chí sẽ có một cái nhóm nào đó bạn đang thiếu nợ chăng. Có thể là bạn tìm một cái cách để bạn xử lý được cái phần nợ của mình. Rồi còn trong cái nhóm nào đó mà khổ sở về cái mối quan hệ thì bắt đầu là bạn nhận diện ra, bạn cân nhắc thiệt kỹ, bạn kiểu như bạn thẩm định thiệt kỹ coi làm sao đó, và bạn hiểu ra được một điều rằng là thì ra là cái kết nối mới nó không có xù xì giống như vẻ bề ngoài, thành ra mình không cần gì phải lo cả. Đó, tại vì dẫu sao đi chăng nữa cái chuyện cũ là nó xong rồi, giờ khổ sở quá rồi mà không lẽ cứ khổ hoài
Đó. Nó xóa tan đi cho bạn cái băn khoăn trong lòng của mình. Rồi còn góc độ là gì? Mi vừa mới nói tiền, mi vừa mới nói mối quan hệ. Còn gì nữa không nhỉ bạn? Cuộc sống thì nó có hai cái đó quan trọng nhất. Đó. Quan trọng ở chỗ là tại vì do bạn... mặc dù là mi tả như vậy là mi tả cả một quá trình của tụi hai luôn á. Chứ bạn còn nhớ đoạn đầu khi mà mi chỉ vào cái lá bài này, mi kêu cái con rắn nó cứ xoăn xoăn như vậy nè bạn. Đó, thì nó không có chịu đi về phía trước đi. Nó, mặc dù rắn nó cũng không có phải đi thẳng đâu, nó cũng ngang dọc, nhưng mà cái này là nó đang chung lại, các bạn hình dung không? Nó chung lại, nó không có một cái hành động gì hết. Đó, y chang như vậy các bạn, tụi bà số 2 nó tả cái năng lượng của bạn. Khi mà bạn đang khổ sở đó, khi bạn đang có cái vấn đề khổ sở, khổ gì thì đoạn đầu mình nói mình cũng ngại lặp lại. Nó thì bắt đầu là mình nhìn thấy được nó có một cái sự thay đổi rồi, nhưng mà bạn cũng không có đón nhận mấy. À, chung mình lại mãi một lúc cơ. Tốn một cái khoảng thời gian như từ nãy giờ mấy cái phân tích. Mình phân tích là bởi vì mình nói cả một cái quá trình nó dài mà mình nói có vài phút như vậy đó, chứ bạn chung lại bạn có 50 sợ kiểu vậy, không chắc ăn. Thôi để suy nghĩ coi sao đã, rồi làm gì tiếp nữa bây giờ ta. Đó, nó chung lại thiệt lâu, nhưng mà may thay đây là một cái trải bài nó vẫn đang có cho mình. Đoạn đầu mình nói với các bạn nó đang chuẩn bị cái gì nó xảy đến mà nó sẽ làm cho bạn rất là bất ngờ khi nó xảy ra, mà bất ngờ ở cái góc độ là tích cực, là ở cái góc độ tốt các bạn. Rồi rốt cuộc cuối cùng cái con rắn này là năng lượng của tụ hai, bạn cũng pop, bạn phóng về phía trước. Chẳng qua cái giai đoạn này là cái giai đoạn bạn cần phải có thôi, bạn cần phải có, tại vì tự nhiên không đang bối rối tự nhiên bình thường, rồi đang khó khổ tự nhiên nó hết khó, tự nhiên nó hết khổ, thì nó ở giữa đó, nó giai đoạn ở giữa, thành ra là bạn cần có một cái chút thời gian thôi để bạn tìm hiểu, để bạn cảm nhận cho nó kỹ thôi. Thành ra rốt cuộc cuối cùng ở đây nó có một cái lá bài là strength, là một cái sức mạnh, để gần cho bạn coi. Ở đây là một cô gái giống như là đang đấu với lại một con sư tử mà có cái đầu là cá sấu á, phải không? Bạn cảm nhận được phải không? Đấy, cái đầu sư tử mà đầu cá sấu này là cái khổ sở của bạn đó. Cái lá bài này nó đang cho mình nhìn thấy một điều rằng là rõ ràng tụ bài số 2, bạn cần thời gian để tiêu hóa và tiêu hóa cái khổ, cái hơi bối rối, hơi lộn xộn rồi, và để xử lý, chấp nhận và đón nhận cái phước lành, cái niềm vui sắp tới, để bạn từ từ bạn tìm hiểu, từ từ để xác nhận, từ từ để học, học coi là học, mà dùng cái chữ học, mình xin lỗi, mình phải đổi chút xíu, tại dùng chữ học có thể bạn hơi bối rối một xíu, để tìm hiểu nhé, để học hỏi thì đúng hơn. Rồi đó, về cái cánh cửa giải pháp nó xuất hiện cho bạn. Mà nãy mình có nói giải pháp là gì rồi, nếu mà bạn đang lấn cấn về tiền đó, là hóa giải được tiền rồi. Lấn cấn có thể là về cái kết nối, là về cái mối quan hệ, về cái sự giống như mình cảm thấy nó lạc lõng chơ vơ quá, thì từ từ bắt đầu bạn xác nhận, là bạn tìm hiểu, thì những cái kết nối mới nó không có xù xì như vẻ bề ngoài mình vừa nãy mình nói rồi các bạn đó. Nên là đây là một cái trải bài mà bạn cứ nhìn cái lá bài đại diện chọn tụ của bạn đi, là bạn yên tâm. Cái màu đỏ này là màu đỏ mà cái chất lỏng trong con người của mình, màu đỏ đỏ này các bạn. Nếu mà không có chất lỏng màu đỏ trong người mình chắc mình cũng teo rồi, kiểu vậy. Nhưng mà trong trải bài của tụ bài số 2, bạn nhận ngay lá bài đại diện chọn tụ là nó thể hiện một cái nguồn sống cho bạn luôn. Một nguồn sống mới trở lại cho tụ 2. Một cái sức sống mới trở lại cho bạn. Bạn khỏe lại rồi, thân xác bạn cũng khỏe lại mà tâm trí bạn cũng khỏe lại luôn. Đúng nghĩa cái lá bài The Star này nó mang năng lượng là healing, là chữa lành. Bạn từ từ bạn xoa dịu được. Và nó, vì sao nó xoa dịu được? Nó có hy vọng. Cuộc sống của bạn nó vui lại. Đó, nó kiểu vậy đó tụ hai. Rồi, thành ra đến đây mình sẽ tạm ngừng các bạn nhé. Cầu chúc bạn nhanh chóng có được cái sự xoa dịu, và thân xác, tâm hồn, tinh thần, các kiểu của các bạn tụ bà sai, nó sẽ đón nhận cái phước lành, niềm vui và thuận lợi thiệt là nhanh. Bạn cũng luôn ủng hộ mi với giúp mi bấm vào nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh, bấm like yêu thích video này và cho mình thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới. Cảm ơn các bạn tụ bà số 2. Mình ngừng ở đây và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 3, đây là trụ đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau.
Các bạn tổ 3, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem là có một cái sự việc sắp xảy đến trong tương lai gần thôi. Mà tổ 3 bạn sẽ ngạc nhiên, bạn sẽ sốc khi sự việc đó nó xảy đến. Thì ở đây các bạn nhé, ở đây hai cái lá bài này, Compassion và The Empress, nó thu hút ngay cái sự để ý của mình. Còn cái lá bài đại diện chọn tụ một chút xíu nữa mình sẽ nói ngay đến. Compassion là lòng trắc ẩn, The Empress là hoàng hậu. Hoàng hậu, bạn nhìn thấy trong lá bài này năng lượng của Đức Mẹ. Đức Mẹ lúc nào cũng thể hiện tượng trưng cho một năng lượng của tình yêu thương, cả yêu thương và cảm thông và tha thứ. Vậy thì hai lá bài này đang cho mình nhìn thấy điều rằng là mới có một cái cảm giác tụ ba, không sớm thì muộn, rất nhanh thôi, bạn sẽ vượt lên trên chính mình, bạn sẽ giải quyết xử lý được chính bản thân của bạn luôn đó. Bạn hình dung có nghĩa là bạn sẽ yêu thương lại bản thân của mình nè, kiểu giống như có cái cảm thông cho nội tâm, cho vấn đề trong trái tim của mình á, bạn sẽ xoa dịu và ôm ấp cái nội tâm của mình á. Đây là một cái năng lượng trải bài nó rất là đẹp các bạn nhé, thật sự là đẹp, nó mang một cái năng lượng chữa lành rất lớn luôn, mà bạn tự chữa cho bạn lành ấy. Chứ còn mi là mi dịch thôi, mi là thông dịch viên thôi. Vì đặc biệt rất hay tụ ba, kế bên nó có một cái lá bài là King of Wands. Mình đọc cái tên lá bài thôi, chứ là cái, nó là cái gì từ từ tính. Mà ở trong cái lá bài bạn nhìn thấy là năng lượng của một chú Phượng Hoàng Lửa tái sanh trở lại, sống lại, hồi phục lại đó các bạn, khôi phục và quay trở về đó. Và ở đây là The Empress và Compassion đó. Cho nên ở đây mình đặt, và đặc biệt kế bên là một cái lá bài, ở đây mình chia sẻ với các bạn cái câu chuyện này. Mình không nhớ là của cái nước nào, mình quên rồi. Bộ này là mỗi một lá bài là câu chuyện ngụ ngôn ở trên toàn thế giới, nước nào thì mình quên rồi. Nhưng mà cái câu chuyện của hai cái lá bài này là hai anh em. Hai anh em từ nhỏ rất là thương nhau, nhưng mà bắt đầu lớn lên rồi thì cái người anh nó bị nữ hoàng băng giá bắt đi. Bắt đi, chia cắt, chia rẽ rồi. Và cái người em cứ đi theo vậy, tìm mãi. Tại vì cái tình yêu thương, cái tình cảm khi bé, khi tuổi thơ nó vẫn còn vương động mãi thôi. Thì cái khi mà người em tìm lại được người anh rồi, thì tìm lại thì nó tốn quá nhiều cái chông gai và thời gian đi. Tìm lại được cái con người đó thôi, chứ còn cái cảm xúc và những cái giống như cái chuyện dĩ vãng á, nó trôi qua mất tiêu rồi, nó không còn được giống như ngày xưa nữa. Vậy nó có một cái con quạ đen ngồi đây nè bạn, đậu ở trên, chứ xin lỗi, đậu ở trên cái máy hiên nhà. Vậy thì quay trở lại nhé, đấy là những cái dấu hiệu, những cái thông điệp, những cái năng lượng mà mình bắt được trong cái trải bài này. Có nghĩa là nó có những cái chuyện nó đã từng xảy ra trong quá khứ rồi, mà cái chuyện đó chắc chắn một điều là nó không có suôn sẻ, nó không có tốt đẹp với tụi bà số 3 một chút xíu nào hết. Nếu cả là về cái góc độ làm ăn hay công việc đi chăng nữa, thì chuyện nó không có được thuận lợi đó. Rồi về là cái góc độ mối quan hệ hoặc là kết nối, mối quan hệ kết nối mình nói chung các bạn, bao gồm là đồng nghiệp cũng vậy, người làm chung cũng vậy, bè bạn cũng vậy, hoặc là tình yêu, tình cảm hay là hôn nhân, nói chung là mối quan hệ đấy. Thì nếu ở cái góc độ quan hệ, mối quan hệ như vậy, rõ ràng có người ta không có thật lòng. Người ta không chung thủy, người ta không thật lòng, người ta không chân thành với bạn luôn. Cho nên mấy cái quá khứ đó, bạn hình dung lúc nãy mới kể một câu chuyện rất đẹp. Tại vì nó là cái câu chuyện mới phải kể đúng câu chuyện gốc luôn. Nước nào thì mới quên, xin lỗi, mới quên nước nào rồi. Nhưng mà để bạn bắt cái năng lượng đó, có nghĩa là cái chuyện dĩ vãng ngày xưa, cái quá khứ ngày xưa, nó đúng là có đeo bám các bạn tụ bài số 3 đấy. Có, cho nên bây giờ mình nói một chút xíu cái lá bài đại diện chọn tụ. Đây là cái lá bài là The Despicable Face. Ở bên này là The Tower nữa. Hai cái lá bài này đúng nó đang cho mình nhìn thấy khá rõ, theo kiểu giống như là cái chuyện mà không có thuận lắm, không có vui trong quá khứ của tụ ba, nó làm cho bạn giống như bằng một cách nào đó bạn hơi cô lập, bạn thủ thế lại một chút xíu, bạn có phần co mình lại một chút xíu, có một chút xíu. Đây là trải bài chung các bạn hình dung không? Nó sẽ có nhiều những cái năng lượng hơi khác nhau vào, và bạn bắt cái năng lượng của mình giúp đi với. Kiểu giống như có người bắt đầu nó sinh ra cái ego, cái tự trọng của mình rất là cao. Có người sinh ra một cái nỗi sợ rất là lớn. Đó, có người sinh ra giống như là một cái sự hổ thẹn kiểu vậy. Tất cả nha, dù có là gì chăng nữa thì tất cả. Ở đây mình vẫn đang nhìn thấy chỗ là quay trở lại hai lá bài thu hút cái sự để ý của mình. Đầu tiên khi mình vào cái trải bài này, mình nói là bạn cũng không ngờ rằng là ô, rốt cuộc cuối cùng tự nhiên chính mình á, không còn tất cả những cái cảm xúc đó nữa. Bởi vì đã đủ cái thời gian rồi để cho mình lọ mọ mình xử lý cái chuyện trong quá khứ, cái cảm xúc trong quá khứ thì đúng không? Đúng là nó không hề dễ dàng một chút xíu nào với tụi ba, nó không hề dễ dàng. Vì sao? Mình sẽ cho bạn thấy lá bài này nè. Bạn thấy cái lá bài này dễ thương, giống như là bà chơi với cháu bạn ha. Dễ thương không? Nhưng mà nếu ai đã từng có trẻ con rồi bạn biết, đặc biệt là bé trai như thế này, bạn nhìn cái tư thế nó nằm nó ngổ nghịch lắm, nhưng mà bà vẫn đủ kiên nhẫn, bà vẫn cười.
chút xíu cái vấn đề với lại trẻ con thì nhằm nhò gì? Bởi vì ngày xưa bà đã từng chinh phục một đỉnh núi cao như thế này, thì không lẽ đứa trẻ nó hơi ngỗ nghịch, hơi lém lỉnh, láu lỉnh một chút xíu mà bà không đủ kiên nhẫn để bà chinh phục hay sao? Các bạn hình, hình dung cái lá bài này nè, là năng lượng của bạn đó tụi ba, vì là năng lượng của bạn cho nên miêu tả rất kỹ, vì là năng lượng của bạn cho nên miêu tả rất kỹ để bạn mới cảm nhận được rằng là ô không ngờ rằng là trong tương lai gần sắp tới mình thay đổi hoàn toàn luôn, mình thả ra hết mấy cái chuyện đó để cho một cái năng lượng của sự chữa lành và tha thứ cho bản thân, xoa dịu ôm ấp lại cái nội tâm của mình để mà bạn sinh ra, bạn tạo ra một cái điều gì mới mà tụi tụi ba đó. Thành ra là đúng là nó hơi chật vật, nó hơi khó khăn một chút xíu cho tụi bà số 3 khi cái sự việc đó nó xảy ra. Bạn tìm cái cách để vượt qua đó, bạn tìm cái cách để giải quyết, bạn tìm cái cách để xử lý, nó chật vật thật luôn đó. Thậm chí bằng một cách nào đó ở cái góc độ phương diện là mối quan hệ của tụi bà số 3 thì nó còn có cả cái sự chia cắt rời rạc ở đây nữa cơ. Nó thành ra nó không hề dễ dàng một chút xíu, nhưng may thay nó có một cái năng lượng vẫn là từ cái lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Despicable, mình nhớ không lầm là face là cái gương mặt, còn cái despicable là hình như nó kiểu giống như là cái gương mặt mà mình hổ thẹn hay là xấu hổ hay là không có đẹp, nói chung tóm lại là gương mặt không có đẹp. Cái lá bài này kết hợp với compassion, nó cho mình nhìn thấy một cái năng lượng là bạn nhận ra được là mình mắc kẹt trong cái chật vật lâu quá, lâu quá. Tại sao mình lại phải giống như trói mình lại với cái cục đá, nó hơi hơi giống vậy. Có lẽ đó là lý do mà trong cái trải bài bạn xuất hiện cái mua là con, tiếng Việt là con lừa à. Nhưng cái thông điệp đó bài này thể hiện là someone is extremely stubborn, ai đó nó hơi hơi cố chấp, hơi cứng đầu, unwilling to change, là đã đang nói về cái khoảng thời gian mà tụi bà số 3 bạn bị mắc kẹt với cái dĩ vãng, ám ảnh quá khứ hay là một cái đối tượng cụ thể nào đó đó à, cho nên bạn tốn rất nhiều cái thời gian để bạn đi tìm lại được cái sự thông thả và ánh sáng của mình. Nhưng mà hỏi là có tìm được hay không, trong trải bài này là có các bạn nha. Như tại vì lúc nãy mới có nói với các bạn ở đây, khi đọc once là một năng lượng của phượng hoàng lửa tái sanh trở lại từ cái đống tro tàn hồi hồi xưa, hồi trước, hồi lúc cũ đó. Và đặc biệt ngay dưới lá bài đại diện chọn tụ của bạn, cái lá bài này tiếng Pháp, tiếng Anh là The Star, là năng lượng của ngôi sao. Bạn thấy mình che cái lá bài này lại để đảm bảo cho nó đúng cái quy định của YouTube à. Nhưng mà cái năng lượng của lá bài này nó đang có nó thể hiện một cái thông điệp là healing, chữa lành cực mạnh luôn, mà bạn tự chữa cho bạn, bạn tự nhận ra bạn tự nhận ra, bạn tìm được cái cách, bạn tự nhận ra nhờ vào cái trách nhiệm của mình, cho nên bạn chuyển chuyển đổi. Hai lá bài này đẹp quá, bạn cho mình nhìn kỹ hai cái lá bài đó một chút xíu ý. Thậm chí là lá bài này cũng đẹp nữa. Thôi mình để đây lại rồi, ok, bạn sẽ thấy là mình không có còn che nữa ha. Tất cả các trải bài của mình, bạn thấy lá bài này nó nhòe 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 là do mình chủ động che đó, chứ không phải màn hình bị hư đâu. Tại có người nhắn tin hỏi mình màn hình hư hả. Xin vũ trụ hãy cho các bạn tụ bài số 3 thấy rõ năng lượng của lá bài The Empress và King of Wands. Wow, okay, strength. The Magician rất là đẹp. The Magician, lá bài này là bà tiên ở trong cái phim hoạt hình mà Cinderella, các bạn có biết phim mà cô bé lọ lem không? Đó, bà tiên là cái đũa phép của bà phẩy một cái tự nhiên trái bí ngô thành một cỗ xe rất là đẹp luôn, rồi mấy con chuột nhỏ nhỏ này thành lơ xe, rồi người phụ xe lái xe đó để đưa cái cô công chúa tới gặp chàng hoàng tử đó, cái kiểu vậy. Eight of Cups, 8 ly và Ten of Cups là 10 ly. Wow, bằng một cách nào đó rất hay. Cái lá bài cuối cùng mới lấy ra nè, tự nhiên nó nằm ở cuối cái lá bài và nó trùng khớp với cái lá bài ở đây mới nãy mới che, là bạn hình dung mới nãy mới cầm lên mới có nói là The Star là ngôi sao, bạn nhớ không? Lấy ra được một cái ngôi sao nó rất hay, bỏ lên trên cái lá bài đại diện chọn tụ ngôi sao, nó mang năng lượng của hy vọng. Rồi bây giờ mình nói đến những cái lá bài mình mới lấy ra cho tụ ba nhé. Đây là cái lá bài bà hình dung mới lấy ra một loạt, mình nói không có mình cái lá bài này, là mình kể cái câu chuyện, tại vì đây là cái lá bài nó giống như là lá bài chủ chốt đó, kết hợp cả với King of One. Rồi bạn mình đặt mẹ nó xuống chút xíu, bạn thấy King of One là một chú phượng hoàng và đang bay theo cái kiểu quẹo về phía bên The Empress là hoàng hậu nhé, đang chú phượng hoàng đang nhìn vào hoàng hậu, Empress là đức mẹ. Rồi hai lá bài này mình rất tâm đắc với hai cái lá bài này của các bạn thuộc bài số 3, bởi vì nó đang cho mình có một cái cảm giác là sẽ có ai đó xuất hiện, hoặc vì đây là trải bài chung cơ mà, cho nên sẽ đổi lại, hoặc sẽ có một cái chuyện gì đó xảy ra, một cái cơ duyên nào xảy đến với tụi bà số 3 mà cái sự xuất hiện của người đó đó, hoặc là cái cơ duyên đó, hay là cái câu chuyện tình huống đó đó, nó giúp các bạn tụi bà số 3 nhiều lắm luôn.
để mà bạn có thể vượt qua cái giai đoạn mà nó khó khăn như vậy. Loay hoay chật vật của mình mang lại cho bạn một cái tia hy vọng để giúp bạn xoa dịu cái nội tâm của mình là cái đầu tiên. Cái thứ hai, nó cho bạn một cái năng lượng hy vọng mới sáng về phía trước. Mà hỏi là ai đó là ai đó? Mà hỏi là tại sao My lại nói là ai đó, hoặc là một cái cơ duyên, một sự việc gì đó xảy đến, các bạn hình dung đây là phượng hoàng lửa mà, có nghĩa rằng là cái sự việc rối rắm trong xong rồi của tổ bạch số 3 trong quá khứ, có nghĩa là đã rối rắm để thành một cái đống tro tàn mất tiêu rồi. Tự nhiên chú phượng hoàng này xuất hiện, có nghĩa là sự xuất hiện của một ai đó và cơ duyên cho nên kích hoạt cái đống tro tàn đó. Nó quay trở lại cái nguồn sống cho các bạn tụ bài số 3. Rồi, còn bạn y chang như cô gái, cô bé lọ lem Cinderella vậy. Tụ 3 bạn nam giới đàn ông thoải mái, bạn đón nhận cái cách mà My đang chia sẻ năng lượng thôi, chứ không phải nghe là cô bé lọ lem rồi bạn đàn ông mà nghĩ không phải là My nói bạn. My nói bạn luôn đó. Năng lượng có nghĩa là một cái khổ khó. Rồi tự nhiên khi không có ai đó như là bà tiên xuất hiện, phóng cái cây đũa phép một cái nè. Đó. Mình đang có một cái cảm giác nó phải có một cái sự thay đổi. Hoặc là công ăn việc làm của bạn tự nhiên nó đang khó khăn, nó đang khổ như vậy. Rồi tự nhiên khi không, các bạn chuyển qua một cái giai đoạn mới, mọi thứ nó thuận lợi hơn. Vì cái tính trách nhiệm của tất cả thông điệp này mình chia sẻ với các bạn. Hoặc là đang loay hoay trong cái cảm xúc và cả là mối quan hệ như vậy, thì phải có người mới họ xuất hiện. Hãy giải quyết cái vấn đề về cảm xúc, về mối quan hệ cho các bạn, làm cho bạn không có phải chịu đựng khổ như vậy suốt khoảng thời gian qua nữa, và bạn thay đổi hoàn toàn luôn. Hoặc nếu mà trong công chuyện làm ăn đi, bạn đang kẹt ở cái chỗ là hơi khổ khó về cái góc độ là tiền bạc hoặc là tài chánh, thì tự nhiên nó xuất hiện một cái cách mới cho bạn để bạn tháo gỡ cái vấn đề. Còn nếu không phải là một cái cách đó, thì phải là có một ai đó tới giúp bạn ngay trong cái vấn đề mà bạn đang bị kẹt luôn, về tài chánh, về khó khăn. Có lẽ đó là lý do mà boat, cái lá bài con thuyền, nó xuất hiện trong trải bài của các bạn. Money or property through an inheritance, winning or windfall, kiểu giống như là tài chánh đó. Tài chánh, tài vật đó, nó có thể sẽ xuất hiện ở một cái góc độ, biết đâu là bạn có một cái nguồn thừa kế. Winning là bạn thắng một cái gì đó, windfall nhưng mà lọc điện trời rớt xuống đó, kiểu vậy. Nó phải có một cái sự tác động, và bằng một cách nào đó không hiểu vì sao trong trải bài của các bạn, lúc mà mình lấy cái bộ bài trà ra, nó bay một cái lá bài November. Bằng một cách nào đó, November là tháng 11, chắc là nó sẽ phải kết nối, nó có một cái liên kết với cái trải bài của các bạn. Tụ bài số 3. Tất cả các trải bài của My đều là timeless, có nghĩa là không có cái thời gian cố định bạn nha. Ngay khi thời điểm ngày nào, tháng nào, giờ nào, năm nào mà bạn tìm thấy cái video này và chọn tụ bài số 3, thì thời điểm đó bạn cứ liên kết tới cái tháng 11 của bạn. Rồi, quay lại. Vậy thì mình cảm giác được một điều rằng là cái vấn đề của bạn được hóa giải và bạn khỏe lại trong cái tâm trí của mình, trong thể xác của mình, và xoa dịu, mình chữa lành được cái vấn đề của mình á. Đó, nó thể sẽ rơi vào trong cái khoảng thời gian thời điểm này. Rồi, và cái quan trọng ở chỗ cũng những cái năng lượng bạn kẹt với cái cảm xúc của mình nó lâu lắm á, ngang tụ ba, kiểu nó hơi theo kiểu hơi có phần cố chấp nhẹ đó, chứ không phải không đâu, không chịu thay đổi đâu, cứ bị ám ảnh trong quá khứ mãi, lơi hay cô lập tách mình ra. Nhưng không sao cả, không sao, cái đó là hợp lý, tại mình phải xử lý cái vấn đề của mình. Nhưng quan trọng ở chỗ là cái trải bài này My đang nhìn thấy rốt cuộc cuối cùng nó có cái chìa khóa xuất hiện rồi. Bạn sẽ chuyển sang một cái giai đoạn mới, năng lượng cuộc sống nó thuận hơn về góc độ là tài chánh hay là tài vật đó. Rồi còn là về kết nối mối quan hệ, thì nó có cái người xuất hiện để giúp bạn tháo gỡ cái chuyện đó ra. Princess the Pentacles, lá bài này là lá bài nói năng lượng của tụ ba đó. Princess, bằng một cách nào đó ở kiểu giống như mình nhìn thấy các bạn là khi mà cái đối tượng nào đó giúp đỡ nó xuất hiện, hoặc là một cái cánh cửa cơ hội nào đó nó xuất hiện, bạn không có chịu nhanh chóng mà tìm hiểu và đón nhận, nó cứ loay hoay một chút xíu, không có chịu đón nhận, loay hoay. Rồi cho nên đó, tóm lại là cái trải bài này nãy mình thấy bạn hơi chật vật một chút xíu, nhưng mà không sao, tại vì bạn thấy mình khựng ngay là chỗ là bạn tự cho mình có một cái khoảng thời gian nó hơi trong trên nó hơi trong trên. Nhưng mà ok, rồi tự nhiên cái mình bối rối luôn. Bạn khó suy nghĩ thông suốt lắm, nhưng mà chả sao cả, rốt cuộc cuối cùng là bạn cần thời gian, ý như vậy, bạn cần thời gian thôi, rồi mọi chuyện nó sẽ tháo gỡ được cho bạn. Với lại cái tự trọng, với lại quan trọng ở chỗ là cái
nghe mình bị chật vật quá, đâm ra là mình cũng phải thủ thế nữa là hợp lý. Đấy. Nhưng mà rốt cuộc cuối cùng bạn đã có cái câu trả lời rồi tụi ba ha. Đấy, thành ra đến đây là mình sẽ ngừng lại. Mong rằng là bạn không để cái ám ảnh hay cái quá khứ, cái chuyện mà ngày xưa hay cái chuyện trước đây á, nó làm cho bạn bị mắc kẹt lâu quá, mà bạn sẽ nhanh chóng có cái năng lượng là thay đổi ở đây. Khi nào qua là phượng hoàng lửa tái sanh từ đống tro tàn, mới nói với các bạn đó. Quan trọng như vậy. Tại vì Empress, mình vẫn đang có một cái cảm giác Empress là hoàng hậu, nó là một cái năng lượng tạo sinh ra một cái điều gì đó mới, bạn hình dung. Tại vì Empress, dẫu sao bạn đừng để ý đến cái hình ảnh trên lá bài này, bây giờ là cắt qua một cái luồng mạch suy nghĩ mới là các bạn tụi ba. Năng lượng này mang năng lượng của một, lá bài này mang năng lượng của người mẹ phụ nữ, cho nên là cái thiên chức của người mẹ, cái thiên chức của người phụ nữ là tạo sinh ra được một cái gì đó mới. À, hình dung gọi là sinh đẻ được đó, rồi mình nhìn nói hơi hơi lịch sự là tạo sinh ra một cái gì đó mới. Điều này có nghĩa rằng là các bạn tụ bà số 3, chỉ có bạn á mới bắt đầu là xoa dịu, chấp nhận mấy cái chuyện nó xong rồi trong quá khứ của mình, rồi bạn cắt cái rụp thôi, đừng có nghĩ tới nó nữa, thôi đừng để nó ám ảnh nữa, xóa đi cái cụp, xong bắt đầu là chấp nhận chuyện xong rồi là chuyện xong rồi, chấp nhận sống tiếp, làm tiếp, đón nhận tiếp, rồi nó mới có cái thay đổi xảy ra. Đó, thì dẫu sao lá bài này xuất hiện trong trải bài của bạn thì bạn chính là người tháo cái nút thắt của cuộc sống, công việc, mối quan hệ của mình ấy. Chứ không ai hết trơn, chính bạn luôn đó. Đó, bạn là chìa khóa của mình luôn. Ok, rồi đến đây thì mình sẽ ngừng lại. Tụi bài số 3, bạn hãy luôn ủng hộ mình với bấm vào nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mình, bấm like, yêu thích video này và cho mình thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới. Cảm ơn các bạn. Tụi bài số 3, đây là một trải bài mang năng lượng chữa lành cực mạnh mà bạn tự chữa cho bạn lành đó. Nó có thể sẽ hơi tốn khoảng thời gian loay hoay nhưng không sao, rốt cuộc nó lành tụi ba nhé. Chúc mọi sự hanh thông, thuận lợi, phước lành và năng lượng cảm xúc của bạn sẽ nhanh chóng nó hài hòa, nó vui vẻ trở lại, cuộc sống của bạn cũng vậy. Tụi ba mình ngừng ở đây, bye bye.